gỗ chắc nha chị nhá. À nhầm, gỗ xưa Quảng Bình. Giá 2.500.000 đồng chị nhá. Gỗ xưa Quảng Bình nhá. Đảm bảo xưa chuẩn 100%, nếu không phải em đền chị một gấp 10 lần giá trị sản phẩm. Chị Văn Anh Phùng ơi, có chốt cho em bộ đũa nào không chị ơi? Em sẽ ship hàng đến cho chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu có vấn đề thì chị gửi về cho em. Mà chị yên tâm về chất lượng, em muốn bán cho chị nhiều sản phẩm chứ không phải bán cho chị một sản phẩm. Em ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội chị nhá. Nói chung là chị cứ yên tâm, em đã mạnh dạn dám đầu tư tiền ship để gửi cho chị xem mặt hàng. À, chị cứ yên tâm ở em. Chị chốt hàng, chị được kiểm tra hàng, chị tính toán. Em ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú